Tin của hãng thông tấn AP sáng nay cho biết là Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên vịnh Bắc Bộ, tức là khu vực sát cạnh vùng biển của Việt Nam. Tin của AP nói rằng ở Bắc Kinh đã ra thông báo cấm tàu thuyền hoạt động trong một khu vực nằm giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và bờ biển phía Bắc của Việt Nam tính từ ngày 22 tháng 8 cho đến ngày 24 tháng 8. Theo tin của AP, cuộc tập trận trên vịnh Bắc Bộ mở ra hôm nay nằm trong một loạt các cuộc tập trận của Trung Quốc đã tiến hành trong vùng kể từ khi Tòa án Trọng tài Thường trực The Hague công bố phán quyết hôm 12 tháng 7, khẳng định rằng Bắc Kinh hoàn toàn không có cơ sở pháp lý khi tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết toàn bộ khu vực Biển Đông. Trong khi đó, theo tin của đài phát thanh RFI, một cuộc tập trận bắn đàn thật trong vịnh Bắc Bộ được cho là nhằm cảnh cáo Việt Nam sau khi có tin là Việt Nam đã cho chuyển các hệ thống bắn hỏa tiễn extra ra năm hòn đảo tại quần đảo Trường Sa mà Bắc Mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam năm 1988. Loại hòa tiễn extra này có khả năng bắn tới các căn cứ quân sự của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo trong khu vực.